Chào tất cả anh em từ miền Nam ra Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 anh em nhé. Sáng tối KCB tiếp tục gửi đến em một lô cần hàng kiện Nhật ha. Thì quay sơ lược cho anh em xem ha. Lần này mình gửi đến em bao gồm là 30 mã nè. Đấy, anh em thấy những cái dòng cần rất là đẹp nè, đủ cái thể loại hết cho anh em tham khảo nha. Từ cái dòng cần lua, cần súp, cần rút ha, dòng cần ISO 2 3 khúc, câu ngâm sông hồ, câu lục, câu bạc bãi anh em nha. Lua cần jig ha, cần bobbing, casting anh em nhé, đủ thể loại hết ha. Từ hàng bình dân đến hàng cao cấp nha. Anh em thích cây nào cứ lô trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106 anh em nhé. Mình ship hàng tận nhà cho anh em ha. Và đây cũng là số Zalo của mình. Anh em chốt hàng cứ nhắn qua Zalo cho mình ha. Đầu tiên mình lên cho anh em là mã số 1 nha anh em. Số 1 mình lên cho anh em một con cần đai hoa hệ của thằng Long Bem nè anh em. Đai hoa Long Bem nha. Cứng 25 và 4m2 nha. Đấy, cần còn rất là nét luôn. Thích hợp cho anh em đánh đầu cần trục dù bồng bềnh ha. Phen là phen Fuji xứ xám anh em, zin nguyên bản nha. Phen fit mới tinh ngon lành nè. Đây ngọn ngọn xoắn nha, con này zin nguyên bản hết nha anh em. Đấy. Carbon wicker cho nên nó sẽ là hay da cho anh em. Con này em để cho anh em mức giá rất là tốt luôn. Đấy. Cần thì rất là nét nha, nó chỉ có quẹt quẹt dâm nhẹ đây xíu ha, lông mèo ha. Đó, xoắn dễ gắn nè anh em, hay da, rất là nét. Nè, nó quẹt quẹt xước xước lông mèo ít thôi. Xước không đáng kể anh em, còn sáng đẹp lắm. Nè, dưới đây còn đẹp lắm nha anh em. Đây quẹt quẹt mấy đường lông mèo nhẹ. Đấy, bên đây thì đẹp nha. Con này phôi hay da nha. Rồi con này mình để cho anh em giá rất là tốt nha. Giá con này mình để anh em chỉ có là 1,3 triệu thôi nè. 1,3 triệu anh em sở hữu được con cần đai hoa xịn nha anh em. Đấy, 1,3 triệu nha. Zin nguyên zin từ Nhật về chưa hạ bát nha anh em. Carbon wicker con đai hoa nè. Rồi mình để 1,3 triệu nha. 380g ngọn 21 mã số 1. Số 2 mình lên cho anh em một con súp nè. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em phân xích luôn nè. Con Ryobi Superlight cứng 25 về 4m nha. Đấy, thật con này hành lý rẻ cho anh em luôn nè. Fan xích nha, fan full xích nha. Nhưng mà nó bị lai hai fan này nha anh em. Lai hai fan này nè. Là Fuji fan đen thôi. Đó. Ngon lành hết nha. Ngọn nhiếc nè. Trong mình rút ra cho anh em xem nha. Phần này keo nó hơi chảy tí nè anh em. Đấy. Keo phần mà gia cố cái phen cho cứng á. Ruby có sức dâm nha anh em, sức dâm nha. Chung tổng thể cần này cũng còn ok, sáng đẹp lắm anh em. Rồi con này anh em đánh đầu cần chục dù nè, con này mình thanh lý rẻ cho anh em luôn, 1 triệu nha anh em. Con này đã bị hụt 2 cm nha, nó còn là 3m98 ha, 360g ngọn 2,5 ly ha, mã số 2 1 triệu, ngon lành nha anh em. Đấy. Ruby ha. Ruby Superline 25 4m ha. Mã số 3 mình lên cho anh em một con đai hoa súp chữ đỏ nè anh em. T27 4m05 ha. Rồi con này là một cái dòng súp của con đai hoa nha, siêu nét nha anh em, đẹp lắm. Cho anh em đánh đầu cần chục dù câu lục nè, zin nguyên bản chưa hạ bát nha. Đấy, fan fit nó zin hết nè, Fuji gặp nha anh em. Phen ngon lành zin ha, định vị phen đây ngọn chuẩn, cần đủ không hao hụt nha anh em, cần này đẹp nha. Rồi em sale cho anh em con này mức giá tốt luôn, con này mới tinh nè anh em, gần như mới luôn á, đẹp lắm. Em nhìn cái phen bóng lòng anh em biết góc nó cũng đẹp nha, đẹp từ đầu tới góc luôn nè. Rồi con này em sale cho anh em giá chỉ có 1,6 triệu thôi nha anh em. 370g ngọn 2,2 ly, mã số 3. Số 4 mình lên cho anh em là một con súp tiếp tục nè. Đây là con súp Shimano Spinjoy anh em nhé, 425DXT ha. Đấy. Thông số nào mình quay cho anh em xem ha. Con này zin chưa hạ bát nè anh em. Keo zin bản nè, Fuji gập. Đó, con này anh em câu lục để rô để chép được nè. Đầu cần chục dù là đúng bài luôn nha anh em.
cầm rất là nét nè, đẹp nha anh em, phấn tít hết đấy, đặt mụn xoắn hết nè, rất là nét đẹp ha. Đấy, rất là nét. Rồi con này mình sale cho anh em có giá còn 1.4 triệu nha anh em, 430g ngọn 2 ly 2, giá rất là tốt luôn nha anh em, mã số 4 1.4 triệu. Mã số 5 mình lên cho anh em một con cần Shimano nè, Shimano nha, Shimano Holiday Sport nè, cứng 20 2m4, máy trainer xuất Nhật ha. Con này anh em câu câu vuông câu đùng đồ là đúng bài luôn. Rồi con này mình sale anh em giá tốt luôn, 1 triệu nha anh em, 120g ngọn ly 3 ha. Lâu lâu mới về con cũng chắc như này nè anh em, Shimano ha, fan bass Fuji zin hết nè. Đấy, fan Fuji hết nha anh em. Ngọn con này đâm nha. 20 nhưng mà đâm nha anh em, ngọn xoắn. Đấy, ngọn xoắn rất là đâm nha anh em. Đấy, anh em có thấy ha. Rồi con này mình để anh em giá 1 triệu mã số 5 nha. Số 6 mình lên cho anh em một con NFT nha anh em, NFT nha. Một con ISO phen nhỏ nè, ISO hệ nha, phen xích của NFT nè. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Con này đọt 1.5 dài 5m3 nè. Thanh lý cho anh em là 750k nha, 190g ngọn 1 ly nha anh em, 750k ha. Anh em có được một con ISO phen xích nè. Đấy, ISO phen full xích nha em. Full xích ngon lành nha. Đây ngọn nghiếc nữa đây. Đầu bù nó đầu bù full xích luôn nè anh em. Đấy xích nha. Đọt 1.5 nha anh em. Mình rút ra cho anh em xem ha. Phôi của nó thì nó xoắn chìm chìm nha. Nè cái phần này nó có xước sát nha anh em, xước dâm nè. Đó anh em có thấy xước dâm nha. Rồi con này mình để anh em 750k nha, hành lý em giá rẻ nha, mã số 6. Số 7 mình lên cho anh em một con ISO hệ nè. Con ISO carbon wicker 2 da nè anh em. Carbon wicker nha. Siêu nét nha anh em. Đấy. ISO hệ của Daiwa ha. Con này đọt 1.5, 5m4 nha anh em. Fan xích ha. Fan Fuji xích hết nè. Zin nguyên nha anh em. Đấy. Con này anh em nào về xả tay hoặc câu ISO đúng bài nè, đeo qua nè, đẹp từ gốc đến ngọn luôn nhìn. Đây ngọn ở đây zin nguyên hết ha, phen xích nè, mới tinh nè. Con này không hao hụt nha nè, đủ hết nha. Đẩy phôi hay dai cho nè. Đấy anh em thấy không, bên trong nó mới tinh. Chung con này gần như mới nè, đẹp lắm. Không thấy xước bóng luôn nha. Đẹp lắm nha anh em. Siêu nét luôn. Rồi con này thì mình để cho anh em với mức giá rất là tốt luôn nha anh em. Đó, con này là hàng hệ nha, mình để cho anh em giá chỉ có 1.6 triệu thôi nha anh em. 190g ngọn 1 ly, lâu lâu mới có cây nha. 190g ngọn 1 ly nè. Đây qua Ewa Carbon Wicker 2 da ha. Siêu nét. Mã số 7. Kế tiếp mã số 8 lên cho anh em một số cần 2-3 khúc nha anh em. Cho anh em câu ngâm sông hồ, con lăn xê, con lua rồi nè. Đấy, số 8 mình lên cho anh em con 2 khúc lua nha anh em. Carbon 2 da nha. Đây Carbon 2 da bằng ít nha anh em. Seabass 2m7 ha. Lua 7-21g nha anh em. Fan Fuji nha, bass Fuji nha. Máy tinh nè. Rồi con này mình để anh em 800k nha, 190g ngọn 2 ly 2. Độ cứng của nó tầm MMH nha anh em. Cho anh em lua cá lóc cá chẽm ha, 2m7. Đó, anh em hỏi 2m7 lua nhiều lắm. Lên cho anh em một cây ha, phiên bass Fuji nè. Cần rất là chuẩn nha, keo zin nguyên bản hết nha anh em, keo zin ha. Rồi con này thông số là ngọn là 2 ly 2 nha anh em. 800k mà số 8.
số 9 lên cho anh em một con lua nè. Con lua này 2m4 nha, hai khúc 2m4 nè. Con này thì nó dẻo hơn con lúc nãy nè. Con này thì dẻo hơn con lúc nãy nha. Rồi con này mình sale rẻ cho anh em nha, 650k nha, 160g ngồi 21. Đây độ cứng của nó thì nó tầm cỡ hàng ML nha anh em. ML hoặc là L á nè. Rồi con này nó lua được là con này đánh EGI là số 2.5 đến số 4 nha anh em. Lua được thì tầm 7 cho đến 14g ha. Phen phen Fuji nha, phen Fuji hết nha anh em. Fuji ha. Đó zin nguyên hết nha. Đây ngọn nó đây. Đó tầm ML ML đó anh em. Đánh BE số 1 đến 1.5 ha. Aero Spec nè. Phen bass Fuji hết nha. Rồi sale rẻ cho anh em 650k mã số 9 nha. Zin nguyên hết, một con cần lua 2m4 nè, cho anh em rỉ mực ha. Hoặc lua mùa giả. Cái tiếp số 10 mình lên cho anh em con 2 phút nha. Câu ngâm sông hồ nè, câu lăng xê nha. Carbon, phen Fuji, bass Fuji nha anh em. Đấy, con này con Sunfish nha, 2m55 nha, đế super carbon nha. Phen Fuji zin nguyên hết rồi nè. Rồi, con này thì mình để cho anh em với mức giá là 700k nha, 700k ha, 300g, còn 2.4 anh em. Con ngâm con lăng xê là đúng bài nha anh em. Con này cứng tầm 80 á nè, 80-100 nha, cứng lắm. Số 11 mình lên cho anh em con ba khúc nè. Con này con ba khúc nha, thương hiệu của nó là Sunfish nha nha. Con này thông số của nó sẽ là 63m3 ha, carbon 2 da nè. Phen Fuji nha nè, phen Fuji ha. Đấy, phen Fuji 2 da. Rồi con này mình để cho anh em 850k nha, 360g còn 3 ly nha, 3 khúc. Cho anh em câu lăng xê ha. Đấy, anh em thấy không? 12 cho anh em một con Daiwa nè. Daiwa mã 12 nha, 2 khúc nha. Carbon, phen bass Fuji hết nè. Con này cứng là 50, 2m7 nha anh em. Daiwa ha, phen Fuji nha. Đấy. Đầu bu của nó là đầu bu Fuji nha anh em. Đấy, ngon lành hết nha. Cứng, con này thì nó cứng tầm 80 á nè. Cái dòng Daiwa lóc xám như này nó đanh lắm á. Nó đanh hơn mấy cái dòng khác lắm nha. Rồi con này để cho anh em 800k nha anh em. 800k 330g ngọn 21 nha. Cho anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu biển đồ ha. Cái tiếp mã 13 mình lên cho anh em một con cắm gốc nè. Con này là con lua ghen cắm gốc nè. Anh em có thể lua lóc, lua chẽm được nha. Phen Fuji Six nè, phen Six máy tinh nè, keo zin nguyên bản nè anh em ấy. Rất là đẹp luôn. Con này là con Sunny anh em nhé. Đấy, thông số của nó là H nha, H 2m1 nha. Con này lua được 40g 12 đến 20 phao máy tinh nè, phen Six nè, phen bướm nha. Chung con này nét lắm anh em, keo chỉ nó zin hết nha. Cứng hắc thì nó cũng hiếm nha anh em chứ không nhiều đâu nha, 21 cứng hắc ha. Hắc là cứng nhất rồi. Con này đầu bu là đầu bu xích chống xoắn nha anh em. Rồi mình để cho anh em con này là 1.7 triệu nha. Giá tốt luôn, 1.7 triệu, 200g ngọn 2.8, mã số 13. 14 mình lên cho anh em một con hai khúc nha anh em. Con hai khúc cho anh em lua lóc, lua chẽm, lua biển đâu nha. Đấy, lua biển, lua ghen đồ ha. Con này còn hai khúc. Con này là của thương hiệu Flash cây dừa nha anh em. Con này là 10 feet 6 ha. Tương đương với lại là 3m18 nha anh em, gần 3m2 á. Đấy, con này nó lua là 3/8 trên 1 trên 1/2. Phen Fuji nha anh em. Con này phen Fuji Six nha. Đấy, Fuji Six nha anh em. Đầu bu Six môi trời nè. Hình thức rất đẹp nha. Đó, con này anh em có thấy nè, bass Fuji Gold luôn nha. Rồi con này mình đang sale cho anh em với giá còn có 2.2 triệu nè nè, 300g nha anh em nhé. Ngọn 2.3 ha, siêu nét luôn. Con này thì 3m18, độ cứng nó tầm MH đó, nhưng mà tại nó dài cho nên nó dẻo quá nè. Rồi con này cho anh em Lugan ha, mã số 14, 2.2 triệu. 15 mình lên cho anh em là một con cần của thằng Shimano anh em nhé. Dòng cần của Shimano, dòng lua hệ nè. Shimano dòng game anh em nhé. Đấy, click nha. À, anh em thấy không? Cái đít nó đã có đối trọng nè. Cầm đầm tay lắm nha. Bass là bass Fuji nha. Dòng này dòng game của thằng Shimano nha anh. Con này là 106 ha, 3m18 anh em nhé. Đây, con này lua được là lua được mát là 4. À, cái con này là để mình coi coi. Không lẽ lua mát 40g ta, số này nhỏ quá. Con này nó lai mát là 14 phao đó anh em.
Made in Korea xuất Nhật nha. Số chỗ đó nó ghi cái dấu chấm mà số 4 mình chưa rõ là cái thông số nó ghi vậy là như nào. Con này heo mình test thì anh em đánh mồi tầm 7 cho đến 18 20 gram là ok, đánh nhanh nhé. Con này nó cứng thì nó tầm cỡ thằng M ha. Heo mình test này M nha. Nói chung là đánh mồi dưới 20 gram là ok nha anh em. Made in Korea xuất Nhật ha. Đó. 10.6 nha anh em, tương đương 3m18 nha. Rồi con này mình sell cho anh em 2 triệu nha, 2m9 295g 1 ly 8 nha anh em. Mã số 15 nha, sell anh em 2 triệu. Nhiều cây nó ghi thông số viết tắt mình chịu anh em ạ. Kế tiếp, mã số 16 mình lên cho anh em một con Fake Clip nè. Fake Clip là một cái hãng nổi tiếng của Nhật anh em nha. Con này mới thì nó tầm 11 12 triệu anh em. À, trên web nó còn giá, anh em có thể tham khảo nha. Fake Clip này là 6.3 cứng M nha, 1m9 cứng M. Hôm bữa có con cây nhưng mà mình bán rồi ha. Con này là 230g, đánh BO số 3 số 6 made in Japan thì cũng y vậy không khác gì chân này. Fan Titanium ha, keo chỉ zin hết nè. Fan Titan Sheet anh em nha. Đó anh em có thấy Fan Sheet Titan hết nè. Đầu bu Titanium chống xoắn luôn nha. Đồng bu Titan chống xoắn luôn nha nè. Rồi con này thì thông số cũng giống như con bữa thôi nè, cũng tương tự như nhau thôi. Cái clip hãng quá nổi tiếng này nè, tay cầm nó làm gần gần này nè. Rồi con này mình vẫn sale cho anh em với giá là 2.9 triệu nha. Sale rẻ cho anh em nè. Nó này nó tầm 1/4 giá mới à, 230g còn 3 ly. Mà con cần này thì cũng còn mới tinh chứ cũng đâu cũ lắm đâu. Đấy siêu nét nha, mình sale cho anh em nha. Cần rất nét nha anh em. Rồi con mã 16 2.9 triệu nha anh em. 17 mình lên cho anh em một con cắm gốc nha, cắm gốc. À con này là một khúc luôn chứ không phải cắm gốc anh em ạ. À. Đây một khúc liền luôn nha. Con này là con Mayurap một khúc máy ngang anh em nhé. Fan full xích ha, fan xích anh em nhé. Đây fan xích nè. Đầu bu nó đầu bu chống xoắn nha, đầu bu full xích chống xoắn nha. Rồi con này thì nó thông số của nó zig từ 80 đến 150g, BO line 1.5 đến BO số 3 anh em nha, 6.3 m9 ha. Con này là Majorat. Rồi con này mình sell rẻ cho anh em 1.5 triệu nè, 135g siêu nhẹ nha anh em, 1 ly 9. Con này thích hợp cho anh em zig cung đảo nè. Anh em hoặc là anh em câu cá chét nè nè. Đấy. Mã 17 1.5 triệu nha anh em, giá rất là tốt nè. 18 mình lên cho anh em một con cắm gốc nha anh em. À, con này một khúc liền luôn anh em ơi. Nó làm hở như này mình tưởng cắm gốc. Đấy một khúc liền nha anh em. Con này thì là của hàng Flap cây dừa ha. Con này khá là hiếm nha. Lý do sao mình nói hiếm, thứ nhất là cái thông số phao nó cao nha anh em. Thông số phao nó cao ha. Con này đánh được 30 phao nè. Ngọn cứng nha, cứng này như cứng hắc luôn á. Nó dài 2m1 một khúc nha. Con này thích hợp cho anh em câu lu gèn lu biển nha, câu ngâm sông hồ luôn ha. Rồi con này nó đấm tới 5 UZ này nha, lùa 5 UZ ha. 5 UZ là đến 140g là khá là cao. Drag nó là 3.4 đến 5kg nè. Fan của nó là fan full xích titanium nha nè. Titanium nha, full xích nha. Xích titan mà fan 40 là rất là hiếm nha nè. Fan này titan 40 nó hiếm lắm nha, nó không có nhiều đâu. Đấy, xích titan hết nè. Keo chỉ như mới, cần như mới luôn nha nè. Chung con này không số khủng á, con này cứng hắc nha anh em, ngọn to đùng à. Đấy fan titan đó nè. Xích nha. Cứng lắm nha anh em. Con này anh em đánh Lugan hoặc là anh em đánh bobbin cũng được nè. Bobbin casting rồi ha, ngon lắm nha. Con này bắt cá mười mấy 20kg thoải mái. Cá thu cá nhồng đồ thoải mái nha anh em. Rồi con này thì mình để cho anh em mức giá rất là tốt nè, chỉ có 2.2 triệu thôi nha. Mình sell cho anh em 2.2 triệu nha. 330g ngọn 3 ly 2. Mã số 18 anh em nha. 19 mình lên cho anh em là một con cần tay quật. Tay quật cắm gốc. Con này cũng rất là đặc biệt luôn nha anh em. Con này thông số của nó sẽ là 2m4 ha, 7 feet 10, 2m4 cứng XH nè. Lumat 100g, mat drag là 12kg. Em thấy khủng không? Drag 12kg. Fan full xích nha. Đấy full xích. Zin nguyên bản nè. Có một vài keo nó cái keo nó hơi xấu xấu, mình có đưa hở đi bóng lại nha anh em, đi cái bóng lại ha, em lưu ý giúp mình nha. Nói chung đi phớt lên thôi nó cũng nguyên zin, nó không có vấn đề cho anh em. Đi phớt lên cái keo cũ á
Đấy, rất là nét. Bù xít chống xoắn nha nè, rất là cứng nha, ít hắc mà cứng nhưng mà nó vẫn có độ nảy nha. Rồi 2m4 này anh em đánh bóp pin casting, đánh đủ loại hết nha anh em. Lugan, con này Lugan quá đẹp rồi. Rồi con này để anh em giá rất là tốt nha, 2.7 310g ngọn Bali 3, con này hiếm lắm nha anh em. Thông số đó thì nó hiếm lắm nha, thông số bình thường mà MH hay là M hay H đồ thì nhiều chứ ít H, mà 2m4 thì nó hiếm đó nè. Kế tiếp mã số 20 mình lên cho anh em một con cắm gốc nè, con casting nè. Hôm bữa mình có bán con, anh em hỏi nhiều quá, bữa nay mình lên cho anh em một con nữa nha. Con này là con casting nha, cắm gốc nha. Con này là 2m28 nè nè, Majorac nè, y như con bữa nè, cũng mới tin giống vậy. Chỉ có con này cái phèn của nó nè, cái phèn của nó là nó ram cái màu xám mờ ấy. Nhưng mà màu xám mờ đặc trưng là lâu ngày nó hay bị chóc nè. Đấy thì anh em nào có chơi cái dòng mà phèn ship chân ca nó cũng bị nè, hai xám mờ này nó hay bị chóc lắm anh em. Còn cái màu bóng thì không sao nha, mờ kiểu lông chuột này nè là hay bị lắm. Nói chung keo chỉ nó zin hết, nó vấn đề gì cho anh em, nó chỉ cái màu nó chóc thôi. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nè. Con này anh em mua đánh casting, đánh lóc, đánh chẽm là đúng bài. Phen đề ba nó xích nòng súng nè, khui xích nòng súng nè. Rồi con này thông số thì vẫn như cái con cũ nha anh em, 2m28 nha. Lumax được 60g, BE 1.5 đến số 3, Drag 2.5kg ha. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em, chỉ có 1.4 triệu nha anh em, 170g còn 2.5 ly ha. Mã số 20. 21 mình lên cho anh em một con zig nha anh em, một con zig một khúc nè. Con này phen Fuji nha, zin nguyên. Con này zig mát được 180g nha anh em. 6.2 nha, 1.86 nha. 1.86. Đấy anh em có thấy nè. 1.86. Phen bass Fuji nha anh em. Rồi con này mình sale cho anh em chỉ có 1.4 triệu nha. 1.4 triệu anh em zig mát được 160g nè. Đó, anh em tập zig nè. Anh em tập zig mua trải nghiệm côn đảo ha. Đấy 200g ngọn 2.6, 1.4 triệu anh em. Đấy phèn phít ngon lành hết, ngọn nghiết ngon lành nha. Con này cứng nha anh em, nó ghi cứng M mà mình thấy cứng ghê đấy. Rồi 1.4 triệu mà số 21 22, mình lên cho anh em một con zig vip nữa này nha. Con này mình sale tiếp cho anh em nè. Đấy con zig siêu vip luôn nha anh em, phèn titan luôn nè, phèn xích titan nha. Đấy Fuji 30H nha, Fuji xích titan hết nè. Đầu bu xích chống xoắn nha nè, đầu bu chống xoắn nha. Rồi con này là một dòng cần nội điệu Nhật nha. Đấy con này 1m9 anh em nha, 1m9. Con này Lumax được 4 ô rách nè, 4 ô rách nha, hiện 110g nha nè. BO số 3 nè, Drag là 3.3kg nha. Đấy, con này anh em zig côn đảo là đúng bài luôn. Hoặc là anh em câu cá chét ha. Con này chiều dài của nó sẽ là 1m9 nha anh em. Đó, mình sale cho anh em 2.2 triệu nha, 220g còn 2.6 mà 22. 23 mình lên cho anh em là một con 2 khúc nha, một con Majorac 2 khúc nè. Đây Majorac này là dòng hệ nha, dòng cây Skyrock nè. Sọt dít nha anh em. Con này là 3m cứng HH nha, rất là cứng luôn, cho anh em đánh lóc đánh chẽm nha thật nè. Phen xích, phen vui xích chân ca nha, xích nè, anh em thấy dày khiếp không? Đầu bu xích chống xoắn nha, hàng rất là chất lượng nha anh em. Majorac này thì hàng bên Nhật nó về chất lượng lắm. Phen bass Fuji hết nè. Rồi con này mình để anh em mức giá rất hợp lý luôn nè, 2.8 triệu ha, 310g ngọn 3 ly ha. Con này anh em đánh lóc đánh chẽm nha thật, hoặc là anh em đánh casting Lugan này kia đồ ngon lành luôn rồi, U Minh chậm chim đồ ha. Rồi con này gửi đến em giá 2.8 triệu là 23 nha. Cái tiếp 24 mình lên cho anh em một con cần nè, nó bị lai ngọn nhưng mà cắm nó vào bình thường nha anh em, cắm vào đánh bình thường ha. Đấy như là mình bán linh kiện về cho anh em lấy đi, hoặc là anh em về độ chế gì độ chế ha. Rồi như mình bán bộ phen cho anh em nè, bộ phen một bộ phen full xích nha, full xích chân gòn này nó hơi ten xíu nha anh em, nó hơi tan xíu nha, về anh em vệ sinh ra giúp mình nha. Đấy phen nó hơi tan xét nè, xịt R7 vô vệ sinh trà đã ra hết rồi nè. Đó
Mình bán cho anh em cây này 500k nha. Bộ phen như bộ phen xích nè, 1 2 3 4 4 phen một đầu bu nè, 5 cái. Đấy 500k nha anh em. Con này thì cái gốc của nó là C-Bass nè, C-Bass 2m7 nha. Đấy cái ngọn của nó thì vẫn cắm vô bình thường nha anh em. 500k mà 24 nha. Về cho anh em lấy linh kiện nha. Hoặc là nói chung để nó câu bình thường, câu lua bình thường anh em, mình cắm vào mình quăng thấy nó nảy lắm đó. Cái ngọn nó cũng giống như cái ngọn zin vậy đó. Cũng y tương tự vậy đó. 25 mình lên cho anh em một con EGI nè, cho anh em câu mực nha. Rồi con này là 8 feet 3 nha anh em. 8 feet 3 này tương đương với lại là 2m rưỡi, cứng M ha. Con này nó đánh được là 2.5 đến 4.0 nha. BE là 0.6 đến 1.5 nha. Phen của nó là phen full xích chân cao nè. Full xích chân cao, hàng ảnh chung hàng này hàng hại nha. Đấy hàng này hàng hại nha anh em, chỉ có nó xuất Nhật thôi. Mình thanh lý rẻ cho anh em 800k nha. 120g ngọn ly 2 nha. Hàng xuất Nhật nha anh em. Bản nó là bản custom luôn đó anh em, chứ không phải thường nha. Đấy phen này, bộ phen này anh em mua cả triệu nè. Mà cả cái cần mình bán cho anh em có 800. Ngọn của nó là cái ngọn tháp đặt nha anh em. Đó thì cái ngọn này có đi keo lại nha anh em, keo nó xấu có đi keo rồi nè, ngọn tháp đặt nha. Cũng lâu ngàn của xước nè. Đấy, nói chung cây này có chỉnh sửa nha. EGI nha anh em. Rồi, con này mình thanh lý rẻ cho anh em là như mình bán bộ phen ha, bộ phen này anh em mua phải triệu mấy á. Phen xích một chân cao nè, em lưu ý giúp mình nha, Fuji xích nha. Phen này phen xịn bên Nhật về nè. Rồi cả cái cần này mình bán cho anh em 800k nha. Mã số 25 ha, 120g ngọn ly 2. Tiếp 26 lên cho anh em một con hai khúc của hàng Daiwa Hauderlock hay da anh em. Con này thì cứng 50 2m7 cho anh em câu ngâm con lăn xê ha. Đấy. Test cho anh em xem nha. Con này thì mình để anh em 900k nha, 380g ngọn 2 ly 3, mã 26. 27 mình lên cho anh em một con lure Zanic nữa nè. Con này mình sale thanh lý cho anh em nè, lure Zanic nha. Đó. Con này thì keo với chỉ nó xấu, mình cho thợ đi keo lại nha. Con này 8.8 cứng MH nha anh em. Con này thì nó là 2m65 ha, cứng MH nha. Phen bass Fuji, phen full xích ha. Phen full xích nha. Rồi con này thanh lý cho anh em 1.1 triệu nè. 170g ngọn 2 ly nha, 1.1 triệu cho anh em. Giá siêu rẻ luôn, Zenith này made in Japan nội địa nha anh em. Phen xích nha, phen xích. Đầu u là đầu u xích chống sóng nha anh em. Đấy, con này cứng MH ha, cho anh em lua nha. Rồi 1.1 triệu, mã 27. 28 mình lên cho anh em là một con Shimano 2 khúc nha. Shimano 2 khúc, phen bass Fuji nè. Con này để anh em 900k nha, 230g ngọn 1 ly 8 nha. Con này cứng thì tầm cỡ 50-80 ha, 2m4. Đầu bu full xích nè, xích môi trề nha. Cần thì như mới nha, phôi 2 da nè. Tem vàng đẹp ha. Phen bass Fuji, anh em cậu ngâm hoặc siêu tầm lấy con này nha, đẹp lắm. Cái tiếp 29 mình lên cho anh em một con Hechi nha. Anh em hỏi Hechi nhiều nè. Nay lên cho anh em con Nissin nè. Rồi con này sale rẻ cho anh em 550 nha, 130g ngọn ly 2. Carbon phen bass Fuji hết nha. Cứng 25 và 2.1 nè. Đấy, ngọn tháp đặt nha. Mới tinh như mới nha anh em, đẹp lắm. 550k mà 29 nha. Cuối cùng 30 mình lên cho anh em một con Fip 2 đọt nè. Con Fip này mới chưa sử dụng nha anh em. Mới chưa sử dụng nha. Rồi, sale rẻ cho anh em 300k luôn. Phen Fuji sứ màu đỏ nè, bass Fuji. Con này chiều dài là 2m7 nha anh em, 3 khúc 2 đọt ha. 3 khúc 2 đọt lần lượt thì một đọt tầm 30-50 nha, một đọt tầm 50-60 nha. Tổng quay sơ lược giới thiệu đến anh em là 30 mã ha. Anh em thích mã nào cứ lưu trực tiếp với shop mình, nhắn tin chốt hàng qua Zalo cho mình anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.